Bảo Trung xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Danh Hài Bảo Trung. Hôm nay là Bảo Trung đi quay một cái phim sầu riêng. Phim sầu riêng này là của nữ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, đạo diễn Khương Dừa. Hôm nay là ngày khai máy khởi quay. Bảo Trung Bảo Trung cười. Hôm nay đi quay phim mà lợi dụng cái chỗ quay phim này mượn cái chỗ quay phim, tại vì lát quay vòng vòng đây thì Bảo Trung cũng mượn cái chỗ để mà bán sầu riêng với Dung Văn Dung Vẻ với đem ở đây. Dạ không, anh trá hình lắm anh, em thấy anh đang bán cà phê á. Dạ phải không? Bán sầu riêng nhưng mà trái sầu riêng vẫn bán. Dạ. Mình bán tại chỗ luôn phải không? Dạ. Nhưng mà vẫn bán cà phê cà phê sầu riêng, cà phê má sáu bay Bảo Trung. Wow. Nhưng mà cái vị sầu riêng, nhưng mà cái vị sầu riêng này là từ cái bột để làm ra. À có nghĩa là bột sầu riêng khô. Khô tại vì mình không có là bỏ hương. Dạ. Mà bỏ vị thôi. Dạ, tức là cái người ta làm cho bỏ hương vô. Dạ. Còn cái hãng cà phê má sáu thì làm chỉ bỏ vị vô thôi. Dạ. Tức là cái hộp này, cái muối này người ta sấy khô lên làm thành bột rồi chung với cà phê. Dạ chứng thực chút nha quý bà con cô bác, này cà phê hương sầu riêng cũng như là có mấy vị anh. Anh tới 6 vị cà phê tay có mặt ở đây. 6 vị cà phê. 6 vị cà phê. À. Nhưng mà khách hàng ở An Na là đa số các cô chú anh chị em ở Việt Kiều á, ở nước ngoài về á, là đa phần là rất là thích cái vị cà phê, cũng như là đến là mua uống sau đó là mua đem về làm quà nha cả nhà. Rồi. Gọi số nào anh, mua hàng gọi số nào. Ở đây mua hàng thì gọi số em đi. Gọi số em à? À chứ còn anh đâu có số. Ủa chứ anh này số nhiêu? 06 0916 0916 980 990 990 à. Cái này là gặp ai anh? À, chị Diệu Thắm á. Wow, gọi vô số này sẽ gặp nghệ sĩ Diệu Thắm nha cả nhà. Ở đây là loại cà phê không đường để dành cho những người tiểu đường. Cà phê đen. Cà phê đen. Còn cái màu hồng hồng này. Cái này là cà phê muối. Cà phê muối, nó là cũng là tất cả là vị hết. Cái này là muối hồng của Hy Mã Lập Sơn. Rồi. Nhưng mà uống nó có cái vị mặn mặn. Cái này là cà phê trộn, không, nó nhẹ thôi. Dạ. À, nhưng mà cà phê trộn. Dạ. Cà phê trộn thì tất cả quý vị đều biết hết rồi. Dạ, xin mời anh. Đặc biệt. Vô mua cà phê à? Thằng Lùng đã uống 4 gói này rồi. 4 gói rồi. Thấy sao? Rất là ngon. Con của em nó làm cho em, nó lấy cái này mỗi lần 2 gói. 2 gói đúng rồi. Cái nó bỏ một chút xíu nước vô, nó lấy kề đánh nó đánh cho nó hồng lên vậy. Ủa, không đúng hả? Không, hồng lên đi nha. Nó sẽ nổ bọt. Anh làm clip hướng dẫn sử dụng đi anh. Để nó nổ bọt xong xuôi cái bình đỏ đá vô thì hai gói. Dạ. Thì nó mới là ra cà phê đá, còn uống cà phê nóng chỉ một gói thôi. Đặc biệt anh có hai loại đặc biệt, đây là cà phê đông trùng hạ thảo và một cái nữa là đặc biệt hơn nữa là cà phê sâm ngọc linh là cao cấp nhất. Cao cấp nhất. Nhưng mà uống cái này xong là khỏe đúng không? Ê. Này giao cho tụi em đó nha. Giao tụi em. Giao tụi em bây giờ anh đi mở trang cái. Anh chuẩn bị quá trang cái để anh làm việc cái. Chuẩn bị tư cho anh chung mấy tấm hình tôi ơi. Ủa nãy giờ đó ta đang quay không đu ly vô cho kìa. Đu ly hả? Mấy cô mấy chuyên nghiệp để bên kia. Rồi. Xin hình. Rồi mình chụp chung cái xong rồi trả chỗ riêng cho anh chung chụp nè. Đây. À, cầm vô các bạn. Đông trùng là bảo đây. Rồi. Đây. Rồi. Đây. Cà phê máy 6 bay Bảo Trung nha. Nó nghe nè. Dạ. Cái chỗ này là đó mình quay phải không? Dạ đây quay sầu riêng. Nhưng mà có cà phê tôi nữa nha. Có cà phê luôn hả? Thì anh bán sầu riêng mới có cà phê sầu riêng chứ. Cà phê đâu có chai vậy. Đó, bán sầu riêng. Nhưng mà lát tôi sẽ mua bán hàng nha. Cà phê sầu riêng, cà phê mít hả? Tất cả các loại cà phê nè. Đó. Đông trùng quá đã. Mà con bác cà phê này ngon lắm, bác mình ăn cơm mà không có đồ ăn mình trộn vô á, mình ăn bậy ngọt ngọt béo béo á. Cái này là anh này là bữa nay là anh làm đạo diễn mà nó bậy không thành làm sao mà diễn viên ta đóng được. À. Đúng không? Này là cà phê má 6 mà bác là được rang từ má 6 á. Là lấy má 6 là rang á. Cà phê má 6 bay Bảo Trung. Là cà phê Bảo Trung là rang từ Bảo Trung á bác. Ủa sầu riêng thì bán hả?
Dạ sầu riêng bán hai tặng. Sầu riêng này là để ai muốn ăn ăn à. Dạ mà ăn không được ai lát tôi mở hàng mẹ hai trái nha. Mở hàng luôn hả? Ờ mở hàng hai trái để xe chứ thơm. Trời ơi sầu riêng mà để xe thơm mà tôi thích anh... tôi thích hả? Ủa kỳ vậy? Ừ anh lạ đời vậy. Ủa cái này còn cái này mít gì này mít thúi quên tôi nữa không mít thúi. Ờ dạ ôi gùi ghê trời. Ờ lấy dầu xanh, lấy dầu xanh ấy bớt mấy bạn đổ vô để thôi nó lát gùi quay cái giờ lửa cho anh hãy để coi có ăn được đâu anh không được hả ngon lành gì đâu à ta hiểu rồi xíu đi tiền cảnh à, tiền cảnh thôi cảnh thôi à, này giống này. Như bán cuối ngày còn lưu vàng á à rắc lại cái đàn thằng kia mua phải không ừ. Dạ tao đổ dầu xanh vô nó gùi nó mua quá rồi kiếm dầu xanh á chào xanh quay mấy giờ lát mình quay tại xe này đó hả dạ này, xe này là chị Ngọc Quyền ơi cái bánh siêu xịp lép ơi tại giờ sáng giờ nó đâu có cứng đâu mà xẹp ý là nó xẹp nó kỳ á dạ cứ vừa ai đứng quay ai dạ. Đứng ai đứng bán sầu riêng ăn gian lấy cây đỡ lên sao nó chị Quyền à chị Quyền hả dạ dạ hả à, sầu riêng là cái này đó hả tưởng dạ, dạ, sầu riêng. Tưởng sầu tư riêng chứ sầu tư riêng em đổi tên anh với anh em đổi tên anh đã đổi tên gì tên sầu riêng không tên sầu không tên riêng phải không thiệt dạ, dạ. Riêng tưởng đâu hai ông nội này chính không đúng hả dạ, dạ. Ừ, chứ nó riêng anh tên riêng cho dạ, em tên riêng á em tên sầu không em tên em là tướng khác em không có liên quan tới anh ai ai tên anh tên sầu cái ông Đăng á ông Điền hả Điền ông đó. Điền là sầu anh là riêng đúng rồi chung với riêng đó mà để cho nó dễ nhớ đó, okay. Đó đó hai thằng đó là trong cái kịch bản sầu riêng này bảo chung đóng vai riêng dạ dạ thay vì đóng vai chung nhưng mà để coi như là cái tên là riêng sầu riêng là anh lên phim luôn tưởng hai ông nội là cái tránh đầu dẫn dẫn con phụ rồi nhân ở đây lấy cái ekip đoàn phim này cái gì lấy góc nào anh cái anh này là cái anh này quen lắm à, thấy không anh này quen lắm dạ. Đạo diễn chào cô chú anh chị tôi tên chú Bảo Trung ở đây đoàn phim nè anh em đến đoàn phim dạ. Đang ăn sáng dạ. Anh nhà anh giới thiệu người ta mới biết đoàn phim chứ không giới thiệu không biết đâu không biết đâu dạ. Tại vì nó ăn sáng á nhìn máy móc rồi đó ăn ngộ quá đâu biết đoàn phim đâu nó ăn anh tưởng đâu là anh nãy giờ đâu dám ăn sáng đâu dạ. Anh tưởng vô đây có ăn sáng dạ thành nữ là đâu không dám ăn sáng có mà có không có bánh mì tao thấy có tưởng quay quay rồi đó bánh mì đó tao hôm nay cũng chay chay hả chay. À sầu riêng cũng chay rồi cũng chay trái cây rồi cũng chay à cũng chay hôm nay quay ở đây là cái cảnh đầu tiên dạ bây giờ thì cũng nói chung cũng hơi chảy xíu rồi đó hồi đầu cái điểm đồ tôi đâu phải để dây dữ lẽ anh xả ra đây thôi đi vô trong người thăm ông Quyền rồi chút coi coi xong chưa chị được lên kênh Bảo Trung rồi chị Quyền trời ơi chị, hả, chị có lên kênh Bảo Trung bao giờ chưa chưa kênh Bảo Trung lớn lắm nha Bảo Trung với Ngọc Quyền là cũng cái mười mấy năm rồi nên mới quay chung hả dạ lâu rồi âm từ lúc em đi Mỹ giờ 15 năm 16 năm rồi dạ 15 năm như là quay cái gì tóc của em á làm tóc á anh nhớ không làm tóc trên xe mua dạ, trần á tới giờ đặng là tới giờ luôn á bài gì của chú Trình Trình đấy mà à, đúng rồi nó là nó quay rồi là tóc á lúc đó anh chưa xanh em chưa xanh thôi lúc đó chưa xanh anh chưa xanh gương vừa chưa xanh anh chưa thôi em làm tóc đi à, okay, làm tóc đi nếu mà em sinh năm 2000 thì lúc đó chưa xanh gì nếu mà em sinh năm 2000 vô duyên muốn trẻ dữ vậy thì đó anh nói em chưa sinh thì lúc đó sinh năm 2000 nếu em chứ sinh năm 2000 dám anh sinh năm 99 99 à ừ dạ hiệp hiệp hả anh đang quá đang em có đang đi chuẩn bị để cho kịp ok em kiếm hiệp anh hoài hiệp hả ở đây anh em trong đoàn phim đang quá trang dạ, ở đây là hiệp ở đây là diễn viên chính xin lỗi ai là hiệp anh bạn này là Bảo Hiệp nè ai đây em Bảo Trung phim này là hiệp đóng diễn chính dạ, nó chứ anh với hiệp cũng mười mấy năm rồi ha mười mấy năm mới gặp lại rồi phải không không có gặp nó trên máy bay nhưng mà mười mấy năm mới làm ăn chung nè mới quay chung hả chứ gặp bên Mỹ Mỹ mà tiếng của anh với anh với ông chị Lý trời đất ơi chị khỏe không chị khỏe mày khỏe không
khỏe lúc mệt chúng à. Ủa, kêu anh chú chung mày luôn hả? Cái gì đó xa lắm, đàn em xa lắm. Trời ơi, nó tới tận mặt. Ủa sao nhìn cô trẻ hơn chung nhiều quá. Bậy rồi, bậy uống cà phê đi chung ơi. Bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Cô đang đọc bài bản hả? À, cô đọc bài bản. Dạ. Vậy, 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 vậy chút xíu nói nhỏ cái nha. Dạ, dạ. Ví dụ, đúng vậy. Nói nhỏ nhưng mà đừng nói tiền lên nha. Dạ, không có đâu. Xuống chứ không có lên. Thôi dạ, lên nha, dạ không có, ở đây nó chạy xuống không cho nó chạy lên đâu, không có giờ nó lên. Ok, thôi để anh em làm việc. Tao bảo chung xin kính chào tất cả quý vị nha. Phim này cũng có chị Kiều Mai Lý nữa. Kiều Mai Lý là chị Kiều Mai Lý là nghề là sư phụ của chung rồi. Hãy chúc 75 mà. Tao bảo chung xin chào tất cả quý vị nha. Xin chào Hiệp nha. Ủa nó nói chuyện thoại à. Dạ tất cả quý vị, ok. Như hồi đó tao quen với má